Quay bốn xung quanh nhé, đây là năng lượng mặt trời của anh này. Cái dàn đây là năng lượng. Đấy là kế bên này, anh làm kế bên năng lượng rồi. Đó là khu vực đây là một phía là nguyên năng lượng rồi. Là một hecta bên đó năng lượng rồi. Còn đây là mì á. Đây thẳng cánh này tuốt đây là mì, người ta trồng mì này. Kế bên nữa cao su á em. Đó, em thấy đó mì á, còn bên là cao su tuốt cao su mì. Còn nữa là anh ra cách đây 2 cây này cũng có trống những người nhỏ anh để máy cũng như là lên giữa đan nó là cũng rơi nó về nhưng mà nó không xuống sát máy mà nó cứ quay trên trời không à. Mà ghê một cái là quay trên trời nhiều lắm mà nhà anh thì không thấy con nào tới luôn. Hay là tối có cần đem máy ra coi, cái buổi chiều cần đem máy ra quay không em? Ra coi á, coi gọi dám về á. Nhá, em có gì xong rồi em nghiên cứu xong có gì em giúp anh chỉ anh cái nha. Chứ mẹ chứ bỏ vốn mà mẹ không thấy tín hiệu gì cũng nóng ruột đấy em. Đây, anh đang quay trò chơi, anh quay từ từ đó. Đây, bên ngang này, một phía bên hồng. Đấy, bên ngang nữa. Đây, quay trong đi cho em đây. Đấy, hử đấy. Đây, lá ở giữa này. Đấy, hai bên nó vẫn để hở đây, nó chỉ cho ở giữa này. Nó hở rất nhiều mà. Đây. Mình đi bốn xung quanh luôn. Đây, giữa lá giữa đây biết có dày không em ơi. Rồi.